Hai chị em nhà Yến Linh xin gửi lời chào đến toàn thể tất cả quý vị, cô chú, anh chị mình đang xem lại nhạc hơi nhỏ hả? Trời ơi, nhạc hết lóc rồi đó anh chị. Cả nhà mình mở loa lớn lên giùm em được không? Tại vì nhạc tụi em đeo tai phone là nó hết lóc rồi. Nhạc trên YouTube cũng hết lóc luôn rồi. Cảm ơn chị Hoa Bảo Anh ha. Cảm ơn chị yêu ạ. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Nhớ là có thể là chia sẻ cho chị Linh một lượt chia sẻ nha các anh chị. Hát hoài vậy hả? Dạ đam mê ạ. Đam mê à, không hát làm gì giờ. Anh chị hỏi mấy cái câu hỏi nó rất là đáng yêu, thực sự rất là đáng yêu. Cảm ơn Bùi Tuấn Em ạ. Cảm ơn anh chị mình rất là nhiều. Xin chào anh chị. Đi tìm tình yêu ok, Cẩm Thu nhớ dai lắm, cái gì chứ cái đó Thu nhớ dai vô cùng ha. Gạo nếp gạo tẻ. Cầu thêm những ca khúc mà các anh chị thích nha. Cánh Hồng nào mà hai chị em biết hát chứ định những người sẽ phục vụ cho các anh chị, nên các anh chị mình cứ yên tâm ha. Chứ những bài hát nào mà hai chị em không biết thì các anh chị mình thông cảm bỏ qua. Dạ em thấy một lời yêu cầu bài Cánh Hồng File. Chơi luôn. Với lại bài này lâu lắm rồi mình không có hát. Yeah, cảm ơn cái tình yêu ạ. Nhớ mẹ Lý Mồ Côi ạ. Không biết hát rồi, hai chị em cũng chưa từng nghe mấy bài đó các anh chị. Dạ xin chào Phú Đoàn, chào Liễu Trung. Cảm ơn các anh chị rất nhiều, nhớ là thấy hay thì có thể là chia sẻ cho hai chị Linh nha các anh chị. Bầu ơi đừng khóc hả, cho các anh chị yêu cầu mấy bài buồn không vậy? Bầu ơi Yến hát được nè. Bài này có trên kênh YouTube của Yến nè mọi người. Biết nào lâu lắm rồi đó.
này đúng không? Đúng chứ? Đúng không cô bé? Nụ hồng mong manh nè. Dạ để hồi em tìm cái bít ballad xem. Xem là có hay không ha. Dạ xin chào Huỳnh Đức Trí ạ. Gì vậy cô Yến? Chị cũng nhìn sức khỏe nha. Dạ, nghe buồn quá, đúng rồi, bà này buồn thật sự. Hát bài Chúng Ta Sinh Ra Là Của Nhau được không? Dạ không mà, không biết ạ.
Là một người miền Tây thì Linh có giải thích được cái từ bậu là cái gì không? Dạ không ạ. Cái đó là phải người miền Tây đâu. Bậu là người xứ nẩu mà. Xứ nẩu ở ngoài miền Trung mà. Đúng không? Miền Trung hay gọi là bậu mà nó. Chứ miền Tây làm gì có bậu. Em sống hai mươi mấy năm ở miền Tây chứ em chưa biết cái từ bậu là gì, cho nên cái đó không phải là ngôn ngữ của miền Tây. Em cũng không biết nữa. Bậu là cái gì không biết luôn các anh chị ơi. Cả nhà mình chia sẻ nhiệt tình cho hai chị Miếng Linh nha, để hai chị Miếng Linh phục vụ âm nhạc cho cả nhà của mình. Để xem tìm bài gì hát cho các anh chị mình nghe. Bầu em đang buồn ai lắm phải không? Yến ơi anh yêu Yến kể anh. Anh Giang. Tối nay buồn quá hả? Vậy là các anh chị mình muốn tụi em hát nhạc vui đúng không? Ok, tụi em muốn nhạc vui thì tụi em hát nhạc vui nha, nhưng mà không chửi nha. Dạ. Chửi là su cà na với em liền. Tánh em nóng, vỗ công em cao lắm mọi người. Đừng để lên nóng hơi mệt các anh chị. Đừng để em nóng hơi mệt đấy. Các anh chị mình yêu cầu mấy bài nhạc remix vui vui là em hát remix vui vui á. Cho nên là không có được bình luận làm em buồn nha. Hello anh Đạt Phạm. Nhớ là anh chị chia sẻ cho hai chị mới lên đi các anh chị. Còn những anh chị nào mua hàng thì mình cứ để số ha. Yo, chia sẻ này cho Bé Linh và Bé Yến đi ạ. Hello Chiêu Cẩm Thu nha. Tình gần chân tranh không được ai, đâu không gặp anh. Đời ta đã khát nhiều rồi, biết yêu làm chi để em biết buồn bơ. Giờ đã biết ơn tình như thế thì không tranh không ngần không hoang. Tập cho ta sống một cuộc sống thiếu muốn tình. Tình quay gót đành hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều, nỡ quay lưng đi để người ta khóc. Tôi ngồi đây mình tôi ngồi đây, ngóng trong người ta hàng đêm khi không còn ai nói cười. Ngóng chờ hoài nước mắt giờ đã cạn rồi, thôi thì thôi nhé, không cần nữa đâu. Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần, có ai từng yêu mà chưa từng. Một cuộc sống thiếu một tình yêu rất cô.
ta chưa từng khóc. Đành đau xót khi tình quay con đành cầm nín nỗi buồn vây kín, đành quên hết ân tình đã chết tránh thắng được ai. Yêu không và anh đời ta đã khát nhiều rồi, biết yêu làm chi để em biết buồn bã. Giờ đã biết ân tình như thế thì không trách không mà không hoang, gặp cho ta dòng một cuộc sống thiếu một tình yêu. Cảm ơn Phan Công Hòa. Dạ vâng, tiết mục tiếp theo của em là Thư Vấn ạ. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Đừng quên là những anh chị nào đặt hàng nhà em thì mình vui lòng để đúng số điện thoại bên dưới cho hai chị Miếng Linh nha các anh chị. Tăng cân một đài nhà em là hỗ trợ cho mình ăn ngon ngủ ngon. Nhà em không bán bất cứ một cái dòng thuốc nào cả, cho nên sẽ không có ảnh hưởng tới sức khỏe của mình, đặc biệt là không có tác dụng phụ luôn nha các anh chị. 100% là từ thảo mộc như là mã đề nè, tàu xoắn nè, mầm lúa mạch, cao đinh lăng, nói chung là rất là tốt cho sức khỏe của mình luôn. Nó chỉ là hỗ trợ cho mình ăn ngon ngủ ngon, bồi bổ lại sức khỏe của mình thôi. Đây không phải là thuốc, không có mập nước cũng không có tích nước đâu các anh chị, mình cứ yên tâm nha. 350.000 một hộp là 60 viên, hai hộp là 600.000. Người lớn, trẻ em đều sử dụng chung. Và chỉ cần bé như mình đủ 7 tuổi thôi các anh chị. Bé 7 tuổi cho lên là bé biếng ăn, bé lười ăn ở nhà thì có thể mua một đà về tham khảo cho bé sử dụng ha. Một ngày thì mình sử dụng cho bé 1 viên. Còn người lớn chúng ta thì một ngày mình sử dụng 2 viên giúp em gái ha các anh chị. Thông báo với các anh chị là giao hàng toàn quốc. Giao hàng toàn quốc đó các anh chị. Mình mua hàng thì mình cứ để đúng số. Cứ để đúng số điện thoại là bên em sẽ có chuyên viên sẽ gọi điện tư vấn cho các anh chị, đặt hàng cho các anh chị, gửi hàng cho các anh chị ha. Đặt thôi. Thôi tánh Linh sân si. Sân si, Linh nay sân si. Linh thấy Linh khoái à? Không, thấy nó vui vui nhưng mà thôi, vậy là xấu, vậy là tánh xấu không được. Cảm ơn các anh chị. Mua hàng thì để số giúp em nha các anh chị mình. Không có số là chịu luôn á. Dạ, và từ nay về sau là bé Linh và bé Yến sẽ live mỗi ngày vào buổi tối. Còn Linh và Lê Hiếu thì sẽ live vào buổi trưa mỗi ngày nha các anh chị. 12 giờ trưa cho đến 1 giờ trưa nha các anh chị yêu. Cho nên là những anh chị nào mà mình muốn nghe nhạc á, và buổi trưa mình rảnh rỗi thì cả nhà mình có thể lên kênh này. Vẫn là kênh này luôn cả nhà ơi, nhớ là ấn theo dõi ha để được thông báo ha các anh chị. 12 giờ trưa hàng ngày và 7 giờ tối hàng đêm cả nhà nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và bên em đã giao hàng toàn quốc trở lại rồi, cho nên anh chị cô chú nào muốn đặt hàng cần tư vấn thì nhanh tay để lại số điện thoại cho tụi em. Và tất cả mặt hàng tụi em ở đây cũng như trước là sẽ hoàn toàn miễn phí ship. Đặc biệt là những dòng thảo mộc tăng cân hỗ trợ cho các anh chị của mình ăn được ngon miệng và ngủ được ngon giấc. 350.000 một hộp. Mua hàng thì để số điện thoại lại giùm cho em nha các anh chị. Anh chị nghe hát thôi. Dạ cảm ơn anh rất là nhiều. Anh nghe tụi em hát thì anh đợi anh chị đợi chút xíu để tụi em tư vấn và công việc của tụi em một chút xíu rồi tụi em sẽ hát cho các anh chị mình nghe. Đây là thảo mộc hỗ trợ tăng cân. Muốn kiếm cái mít giống Linh hả? Dạ được chứ chị Hồ Nhớ ơi. Chị nhắn tin vào giùm em đi chị yêu. Chị nhắn tin vào nick này đi. Thì bên em sẽ có chuyên viên tư vấn mít cho chị. Tăng cân xin cảm ơn ạ. Nùng xin cảm ơn. Hoa Lê chào chị gái. Yêu là cưới đi. Dạ cảm ơn các anh chị nè. Anh chị nào cần được tư vấn sản phẩm như em thì mình cứ bình luận rõ ràng cho chị em Yến Linh. Chị em Yến Linh nhất định sẽ tư vấn tận tình cho các anh chị. Còn không thôi thì mình cứ để đúng số điện thoại ha. Cứ để đúng số điện thoại thì nhà em sẽ có chuyên viên gọi điện tư vấn trực tiếp cho các anh chị nè. Collagen chỉ uống 30 hộp rồi. Dạ cảm ơn chị yêu. Nghe là biết. Rồi bé Linh xài kem body. Xài kem body là một phần, với lại một phần nữa là áp. Nó làm hơi trắng luôn chị. Hello Khánh Giang. Dạ, một phần là kem body, một phần là do đèn hơi sáng xíu. Chứ em không có trắng đến nỗi mà trắng bóc đâu các anh chị. Nó cũng vừa thôi, nhưng mà thật sự là 3 tháng nay cách ly ở đây là em trắng hơn rất là nhiều luôn các anh chị. Hầu như ai cũng vậy trơn, hình như ai cũng vậy trơn. Hai chị em trắng lên, trắng nõn nà luôn các anh chị. Mà nếu mà chăm xài kem cái nữa là trắng đẹp hơn nữa. Mà tại vì hai chị em lười lắm. Xài một hũ kem body là mấy tháng trời không hết mà các anh chị, nó bị lười. Linh ơi, dạ, Linh nghe. Anh yêu Yến Đức Thúy làm gì cho mà bé đeo kính tên là gì vậy bé Linh? Dạ chị Phương Phương ơi, tên là bé Yến nha chị. Dạ em tên là Yến ạ. Yến năm nay vừa tròn 30 tuổi. À xin lỗi anh chị, 27 tuổi à. Nó lộn. Dạ năm nay em mới 27 tuổi các anh chị ơi. Dạ 26 ạ. Dạ 26 tuổi đó các anh chị.
Và cuối cùng là 26 à, chốt đơn cái gì? Dạ. Em rất mới lớn thôi cánh chị ơi. Mới lớn à? Dạ. Đáng lý là cái mặt yến là phải gáp vô cho em mới đúng á cánh chị. Hòa Lê. Cả nhà mình ai cần tư vấn về những cái dòng sản phẩm bên em thì cả nhà mình để lại số điện thoại giùm cho em để tụi em tư vấn cho cánh chị của mình ha. Để tụi em tư vấn, à, đặc biệt là thảo mộc tăng cân mộc đà là hỗ trợ cho các anh chị của mình ăn được ngon miệng và ngủ được ngon giấc. Và em xin nhắc lại là sản phẩm này thì nó không phải là thuốc đâu, cho nên là chúng ta sẽ không lo về vấn đề mập nước hay là tích nước à. Nó là thảo mộc 100%. Linh ơi, dạ Linh nghe. Ai kêu Linh đó có mặt Linh đây. Tuổi con chuột hả? Dạ Yến tuổi con heo à. Dạ em tuổi con lợn. Con nụ nịn lắm chị. Em tuổi con lợn cái gì ạ? Yến tuổi nụ nịn mấy chị nha. Yêu là cưới mới vừa hát xong đó bạn ơi. Bằng đậu bắp ơi, đậu que mới hát xong nè. Thức dậy đi bạn ơi. Con tim thay lòng rồi bà nhìn. Không biết luôn. Dạ chưa ạ. Hai em đều ế à. Hai em đều ế chứ gia đình đâu ra. Người yêu còn chưa có thì làm gì có việc lập gia đình cái gì. Con nói nè, em có đáng sĩ đi nè. Dạ, em đáng ế đi. Tí ngứa. Mấy cái miệng ngứa cái miệng ghê. Chào Nam Nguyễn à. Dạ. Anh chị cô chú nào mua hàng để lại số điện thoại cho em nha. Các anh chị Linh tuổi con gì ạ? À? Linh tuổi con Linh à? Chứ không biết tuổi con gì. Hát bài Alibaba. Không biết hát luôn. Mệt quá thiệt luôn à. Anh mua hàng xong rồi hát cho anh bài tình thơ. Dạ ok. Tình thơ ha. Cảm ơn anh mua hàng. Em hát tặng cho anh bài tình thơ ưu tiên cho anh luôn nào. Linh béo xấu lắm mà béo kệ em. Béo đẹp, béo khỏe. Béo sang. Kỳ. Khoe mộc lan. Có 55-56kg mà các chị kêu béo. Phải gọi là béo phì mới đúng chứ không phải là béo à. Phải kêu em là béo phì à. Hàng ghế đá xanh tàng cây góc sân trường, hành lang ấy xa dần xa bước chân người. Bản thân hỡi ta khắc ghi trong lòng những ước mơ hồng, ngày tháng chờ mong. Dòng lưu bút chưa kịp ghi đã hướng về, nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần. Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường, hai đứa chung đường sao nghe vẫn vương. Thương chúng ta tìm về một thoáng trường xưa đã nghe thời gian thoái đưa, nghe vẫn vẫn trong ta một thời tìm bước ngày xưa mơ người còn đâu nữa. Ai thương anh quên ai giận hờn buồn cánh phương rơi kỹ tay cho người không tới, cho hôm nay miên man bồi hồi nhặt lá vàn mơ khi xưa một mối tình thơ. Sao Khánh Giang ơi? Sao Giang? Giang muốn cái gì nè? Đây gọi là béo phì chứ nếu như em béo là bình thường. Hàng ghế đá xanh tàng cây góc sân trường, hành lang ấy xa dần xa bước chân người. Bản thân hỡi ta khắc ghi trong lòng những ước mơ hồng, ngày tháng chờ mong. Dòng lưu bút chưa kịp ghi đã hướng về, nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần. Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường, hai đứa chung đường sao nghe vẫn vương. Bao yêu thương trong ta tìm về một thoáng trường xưa đã nghe thời gian thoái đưa, nghe bất quân trong ta một thời tìm bước ngày xưa ước mơ người còn đâu nữa. Ai thương ai quên ai giận hờn buồn cánh phương xoay kỹ tay cho người không tới, cho hôm nay miên man bồi hồi nhặt lá vàn mơ khi xưa một mối tình thơ.
bồi hồi nhặt lá vàn mơ khi xưa một mối tình thơ. Cho hôm nay miên man bồi hồi nhặt lá vàn mơ khi xưa một mối tình thơ. Yến có muốn lấy chồng Hà Nội không? Thì ra ở đâu em cũng muốn á. Cứ hợp thuốc đỏ à. Thuốc đỏ nhà còn hai chai. Hợp em là em muốn hết. Bông gòn cũng còn ba bốn bịch. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. 350 một hộp tăng cân một đà nha các anh chị. Nãy giờ hát quá trời hát không thấy ai em rỉ dạ. Số mua hàng chưa mọi người? Anh chị ơi. Hát muốn banh cổ họng luôn không thấy ai mua hàng chưa không chị buồn chứ sợ. Đó, 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 alo đó, đó, anh đó. Nhé, dạ đây ạ, à, đây đây. Alo anh mua hàng nha. Dạ đây đây đây. Yêu tân cưng mộc đà, ý là cưới hát rồi hả? Hát tân bài. Cưng mộc đà nhà em là cánh chị. Chỉ cho chị hát như em mà không bị khàn, trời ơi chị sai lầm rồi đó. Có chứ. Em hả ngày nào cũng phải uống chanh với mật ong gần chết. Kiểu như bà bị đau họng mà khàn quá thì em sẽ pha một ly chanh mật ong và sau đó là lúc mà nó còn nóng là em uống. Đó là mỗi ngày là em uống vậy thôi chứ. Không biết là cách nào hết trơn á các anh chị. Tụi em vẫn bị khàn bình thường thôi à các anh chị, chứ không thể nào mà tránh khỏi được đâu. 350 một hộp tăng cân một đà. Công dụng của tăng cân là sẽ kích thích hệ tiêu hóa, giúp cho chúng ta ăn được ngon miệng và ngủ được ngon giấc. Giá là 350.000. Trẻ em từ 7 tuổi cho lên hát uống được nè. Phụ nữ sinh sau 2 tháng, người cao tuổi từ 70 trở xuống đều có thể sử dụng được tăng cân bên em nha các anh chị. 350.000 hai hộp, một liệu trình 600.000, hoàn toàn miễn phí ship nha cả nhà yêu ơi. Dạ, ăn khỏe ngủ ngon, sức khỏe là vàng là tiêu chí của một đà nhà em nha các anh chị. Vì nhà em là bán thảo mộc, không bán thuốc cho nên sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe của mình, không tác dụng phụ, đặc biệt là các anh chị thường lo lắng là uống tăng cân có mập nước hay tích nước là không có nha. Không có chuyện đó xảy ra đâu nha các anh chị. 350.000 một hộp, hai hộp là 600.000. Khen gì nè. Gương mặt của Yến đẹp hơn Linh, nhưng mà nụ cười của Linh là đẹp hơn Yến. Wow. Ai cái này khen cái này không biết lòng ha. Cái này giống như một người có một đặc điểm riêng, đâu ai giống ai được đâu. Không ai xấu mà cũng không ai đẹp các anh chị. Nói chung các anh chị khen gì em chịu ha. Khen gì không bị mất lòng nữa các anh chị. Ngôi nhà hoa hồng hả? Em biết luôn. Hát tặng anh một bài đi em. Dạ bài nào nãy giờ tụi em hát là cũng tặng anh đó. Dạ. Ôi tình yêu, trẻ 7 tuổi dùng được hả chị? Đúng rồi dạ. Em, đúng rồi đó cô Di Quang. 7 tuổi là một ngày mình sử dụng cho bé một viên ha. Em đủ 7 tuổi chưa? Em đủ là em uống được rồi. Đừng trả lời nữa, được rồi. Hơi xàm rồi đó. Hàng Như Linh không bao giờ. Gì nói gì đây? Nói cái gì ạ? Em bán mà sản phẩm tăng cân mộc đà chứ em có bán hàng ạ. Không có hàng gì hết trơn các anh chị nha. Chị đặt tăng cân mãi mà chẳng thấy chút đơn à chị Huệ Anh, chị để đúng số không? Chị để đúng số là bên em gọi liền á. Chị dạ. Cho em số điện thoại một lần nữa nha chị yêu. Đúng rồi. Vâng, tao cái bon kiến. Dạ. Vô, hai chị em mình chơi. Lâu quá không hát bài này. Quăng, quăng. Người tình không đơn. Bài này là bài này nói lên tất cả nha các anh chị. Bài này nói lên cái nỗi lòng của hai chị em đó các anh chị ơi. Một thở yêu người. Cuộc tình là dễ vắng đã trôi đi vào quên lãng. Kỷ niệm cũng chỉ. Xin cảm ơn Giang Nguyễn ạ. À. Dễ thương quá. Em cần rất nhiều số như vậy ạ. À. Anh chị ơi, mua hàng để lại số điện thoại cho em nha. Đêm lâu sao? Cái màu giống anh Sony quá vậy. Bài đó bài ruột của anh Sony. Không biết phải anh Sony không ạ. Trẻ 32 tuổi dùng được không? Dạ 32 tuổi mới dậy thì là dùng được rồi ha. Để lại số điện thoại như 32 tuổi thôi. Của mình đâu hết trơn rồi. Cảm ơn Mỹ Thái. Hey, 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 hey. Còn phố lại lên đen mà lên đèn, mời xuống phố để dạy ngố chứ không thấy đâu bé hợp số. Vì công việc cần ngày trước cứ quá nhiều tầng nhận ở là vết bố, nên vì thế tao dùng cổ khô tay rửa đi hết những điều thống khổ và tao sống không có lẩu. Sống lúng trộn thằng bên boy nó đã gọi điện nó bảo là tội này ở đâu mà tao nói nó ân âm mô lo nói là tao. Ai giỡn hả dân chơi, mày đang giỡn hay đang bê? 5 phút nữa tao xuống tận nơi có mấy con ghẻ rủ tao đi chơi. Vì đêm nay tao muốn buồn lại có mấy anh em cùng đi sông lối. Ai cũng nói Yến lên
ngồi với nhau. Hôm nay là thứ mấy? Chắc chắn là thứ hai. Hôm nay là thứ mấy? Chắc chắn là thứ ba. Hôm nay là thứ mấy? Chắc chắn là thứ tư. Tâm ý ơi, một tâm TV ngoài kia làm chi, mình hát đi. Nào nào mình cùng lại đây phê phá, phê chúng ta hết thay đường về nhà. Nào nào mình cùng lại đây hát ca nè, chơi chúng ta hết tối nay mua chuồng gà. Quăng tao cây bông, quăng tao cây bông, quăng tao cây bông, ta cùng chơi trong tròn. Quăng tao cây bông, quăng tao cây bông, quăng cho tao cây bông, ta cùng chơi trong tròn. Rắn lên cao, sống bị nhấp nhô. Sống chút nữa mình đi ăn kem. Hôm nay là thứ mấy? Chắc chắn là thứ hai. Hôm nay là thứ mấy? Chắc chắn là thứ ba. Hôm nay là thứ mấy? Là chắc chắn là thứ tư. Để hôm mi ơi, quan tâm TV ngoài kia làm chi, mình hát đi. Sao đâu mình cùng lại đây phê pha, phê cho nó hết thay đường về nhà. Nào đâu mình cùng lại đây la la, chơi cho nó hết tối nay mua chuồng gà. Quăng tao cái bon, quăng tao cái bon, quăng cho em số phone để mà em cùng chốt hẹn. Quăng cho em số phone, quăng cho em số phone đi, quăng cho em số phone để mà em cùng chốt hẹn. Alo, quăng cho em số phone nha, quăng cho em số phone đi, quăng cho em số phone để em chốt hẹn kết quý vị ơi. Quăng cho em số phone nào, quăng cho em số phone. Hát hết bài chưa thấy số phone nào luôn. Alo, các anh chị có nghe rõ mà bà nền nói lên tất cả đó các anh chị ơi. Chuồng gà năm sao à, ngủ chuồng bò mới chết à. Quăng tao cái bông, quăng tao cái bông. Cảm ơn cả nhà, bài hát dễ thương không mọi người? Bài này vui nhộn hả? Dạ, rất là vui nhộn luôn. Rap hả các anh chị? Còn lẽ. Trời ơi, lẽ rồi. Gì lẽ? Chị Linh nhìn giống diễn viên, còn chị Yến nhìn dễ thương. Trời, Linh giống diễn viên gì trời. Trời, chịu ba. Nói nãy em giống Tùng Ngộ Không phải rồi. Giống diễn viên Tùng Ngộ Không phải không? Mệt ghê á. Triệu Lô 3 và Triệu Lô 8 xin kính chào quý vị dạ, anh chị. Anh chị. Hai đứa cùng chung một idol các anh chị. Tăng cân một đà hỗ trợ mình ăn ngon ngủ ngon và bổ sức khỏe đây nè các anh chị. Ai cần được tư vấn thì mình có bình luận ha. 350.000 một hộp hỗ trợ cho mình ăn ngon ngủ ngon, nói chung sẽ bồi bổ lại sức khỏe của các anh chị đó các anh chị. 350.000 một hộp. Hay hộp là 600.000 miễn ship các anh chị, mình mua hàng thì cứ để đúng số là được. Đây là sản phẩm dành cho người lớn cũng như trẻ em 7 tuổi trở lên, biến ăn lười ăn cũng có thể mua về cho bé sử dụng, và kể cả chị gái nào sinh sau 2 tháng luôn nha các anh chị. 350 tiền hay hộp 600.000 miễn ship. Bài Phận Bèo Trôi bị mất beat nhạc lâu lắm rồi. Với lại cái bài đó nó buồn lắm, em không có hát lâu lắm rồi đó. Không khí của mình đang vui, các anh chị yêu cầu bài buồn, các em hát bài buồn, các anh chị chê. Các anh chị nói bài buồn, buồn quá. Cả nhà mình ai cần tư vấn về sản phẩm bên em thì để lại số điện thoại cho tụi em tư vấn nha mọi người. Yêu là cưới hát rồi à, đừng vội vàng đổi thay. Chưa đôi anh yêu. À, Hậu Ngô, Hậu Ngô. Người quen phải không? Chào anh nha, chào anh chị nha. Đừng vội vàng đổi thay. Anh một hộp nhé. Dạ, cảm ơn ạ, cảm ơn. Linh hát bài Em Có Biết. Em có cho biết chị một liều thuốc mộc đà. Dạ, em bán thảo mộc, mộc đà tăng cân à. Không có bán thuốc nha chị. Chị mua hàng chị để số giúp em ha. Yến. Trời trời. Anh chị, đâu phải ai chị em gì cũng biết đâu các anh chị. Dạ, tăng cân mộc đà là 350.000 một hộp. Một liều trình hai hộp là 600.000. À, cả nhà mình mua hàng thì để lại số. Em thích như vậy. Cả nhà mình để số đi ngồi cho em. Cảm ơn các anh chị, nhớ là đè đúng số điện thoại bên dưới cho hai chị Linh. Tăng cân thì là 350.000 hộp và hỗ trợ cho mình ăn ngon ngủ ngon. Nhà em không bán thuốc, không bán bất cứ một dòng thuốc nào nha các anh chị. Thảo mộc hỗ trợ mình ăn ngon ngủ ngon và bổ sức khỏe, người lớn trẻ em 7 tuổi đều sử dụng được hết. Thơ tình của núi như người tình của núi là bài gì? Không biết luôn. Yêu đơn phương. Cái bài yêu đơn phương không nói thành lời vậy. Tanh 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 tanh. Con thuyền cô đơn là bài gì anh? Em chưa có tập, để xíu nữa em tập như chị Tuyền Phạm ơi. Em có Chí Hướng hả? Ừ, bài bữa giờ chị hồi trưa giờ chị hát đó. À, sao băng lên rồi đó hả? Lên rồi, lên hết. Wow. Cao. Sao băng dạo này sao băng đang đừng nhìn cơn, mới khóc, anh mới biết anh đâu. Vô kia lên kém lắm. Đâu cái bài đó, bài nào?
cho, em xin rồi. Rồi, bình thường. Toàn là bạn của Yến với Sa Băng thôi. Thôi đi, bà tào lao quá. Thiệt, mình là mình xin muốn chết, nhắn tin không trả lời. Yến lên tiếng cái có liền. Ừ, chuẩn chị, ok. Anh nói là anh của Yến nha. Anh Hương à? Anh nói là anh của Yến. Nó kiện mới mà làm xin là để xin nó kể cho nghe, gì trên live mà. Ước gì được cái đồ Yến xin cho bạn. Thôi đây. Thiệt nói thiệt với các anh chị luôn á, là thật sự là nhiều lúc mà mình muốn hát cái bài nào mình đăng YouTube với cả nhà là mình phải xin nghệ sĩ. Mà phải nói với cái sự mà giao thiệp rộng của Yến và Sa Băng thì phải nói là mời ca sĩ là quen hết tám rồi các anh chị, cho nên là nó dễ dàng hơn. Thôi mà cái kênh của em không ai coi hết trơn, nó đừng nói tới cái YouTube. Đừng em có không ai coi. Các anh chị mình rảnh rảnh ghé ngang YouTube Yến Yumi Official mới đăng bài mới tên, nhưng mà nó chặn bình luận của em rồi. Mọi người vô nghe cho em đỡ buồn với các anh chị, mặt em vậy mà nó kêu dưới 18 tuổi nó không cho người ta bình luận. Xù quá các anh chị ơi, mình vô YouTube em nghe cho em đỡ buồn ha. Yến Yumi cover là nó cũng ra nha các anh chị. Mày bắt mày mốt các em đổi là Nguyễn Yến cho các anh chị dễ tìm cái Yumi. Chị phải để là Yến giao thiệp rộng với nghệ sĩ, hiểu không? Chị phải để cái kênh như vậy. Mày mốt là đổi thành công ty rồi, entertainment của anh quay. Vâng. Các anh chị mình mua hàng để số đi nào các anh chị ơi. Linh nhìn ngang rất là đẹp, nhìn vậy hả? À, nhìn góc ngang hả? Thấy cái trán em không chứ thấy gì đâu mà đẹp các anh chị. Nhìn vô là thấy nguyên cái sân bay của em rồi. 350 một hộp tăng cân một đà, hai hộp một liệu trình là 600.000, để lại số điện thoại cho em mọi người ơi. Để đúng số điện thoại giúp em nha các anh chị. Cái gì đứng yên nữa rồi, đã đứng bình luận rồi. Mạng nó bị có vấn đề đúng không các anh chị? Bên em nó đăng không đọc được bình luận, các anh chị thông cảm ha. Cái tới giờ này nó là bị rồi. Không hiểu. Chắc nó cũng mỏi mệt lắm. Thôi giờ không thấy ai hết trơn, hát cho rồi giờ không có thấy ai hết trơn. Mình lâu với mình nữa nè. Cái gì vậy trời? Trời nó kêu cái hết hồn mà. Tăng cân em cảm ơn Lê Hưởng, cảm ơn chị yêu dân cơm. Cảm ơn các anh chị. Ngẫn bình luận hoài vậy anh chị? Anh chị xem tụi em có rõ không mọi người? Mọi người xem tụi em có bị chập chờn không? Mạng bị gì ta? Xong mà cứ ẩn bình luận rồi xong bị giật ngoài. Hay học tăng cân, dạ ok à. A Vách Nguyễn ở để số giùm em ạ. Cảm ơn Thanh Tuyền, cảm ơn chị. À, chị cũng rất là dễ thương. Dễ thương. Cảm ơn các anh chị. Nhớ là mua hàng để lại số điện thoại giúp em các anh chị ơi. Dạ xin chào Tạ Thuần, em chào. Chán quá Nguyễn Thanh Vân, sao chị yêu, sao chán? Ý là mạng chán đúng không? Chị mẹ ơi con khóc kìa. Mẹ ơi con khóc là phải, nó không có, chưa ra biết nhạc karaoke á, phải nhìn lời á, tại Yến chưa có thuộc lời. Cái sĩ kỳ vậy. Ok, nhưng mà bật lên luôn, chơi luôn mà. Mẹ nhưng mà phải nhìn điện thoại các anh chị ơi, tại vì chưa có ra biết ca. Mô. Ra ngoài màn hình chính, đây. Wow. Trời, chắc xỉu, mở lên xỉu. Wow, tông gì. À, tăng một, son thăng. Son. Abi. Nói Abi đừng có son, bớt son nha. Ghét son lắm. Idol vậy không biết nốt nhạc luôn anh chị. Chán không? Mẹ ơi con khóc, giờ đây con đã hiểu ra ngoài kia bao la thế nào, cũng chẳng ai say. Giờ cũng trải qua.
em mọi người có thể vào YouTube Yến Yumi Official để nghe ủng hộ giúp em gái nha các chị. Thì chị không thêm khúc rap vô. Đã là thắng rap được đâu. Đối với chị là được hết á. Chị ngồi chị sáng tác chị rap khúc vô hay, khúc giữa hay. Lỡ luôn. Ra bài sau. Các chị vô hộ em đi các chị ơi. Quế chia sẻ như Quế. Mẹ ơi con khóc, giờ đây con đã hiểu ra ngoài kia bao la thế nào, cũng chẳng ai xanh bằng mẹ. Mẹ luôn che chở dạy con nuôi con lớn khôn, dù cho khó khăn thế nào mẹ chẳng lời than. Giờ con mới hiểu bao năm rời xa cánh quê tha phương lạc trôi giữa đời, giờ cũng trải qua nhiều rồi. Hay anh chị ha. Người ta đâu có thương con bên con lúc đau, hỏi chi bên con lúc vui, nhưng lúc con có tiếng thôi. Mẹ ơi con muốn về nhà mẹ ơi, không muốn tha phương giữa đời, con đây đã mệt lắm. Trôi xứ đời giờ cũng trải qua nhiều rồi. Người ta đâu có thương con bên con lúc đau, họ chỉ bên con lúc vui, nhưng lúc con có tiền thôi. Hết tiền rồi hết vui. Bài này mà thêm khúc rap vô khúc giữa nó là ok lắm luôn á. Nổi á, mà nổi thêm khúc rap giữa nó là nổi luôn á. Các anh chị mình thích quá trời kìa. Các anh chị thích quá thì lên YouTube Yến Yumi Official để nghe bài hát đầu tiên của em được không các anh chị? Nhưng rồi có điều là em bị ẩn cái bình luận cái video nhớ rồi. Con nhớ nhà. Nhưng mà các anh chị mình lên nghe giúp em ha. Bài này là bài Mẹ ơi con khóc. Em đặt cái tựa đề đó cho nó đúng đúng cái tâm trạng luôn. Mẹ ơi con khóc Yến Yumi nha các anh chị. Mẹ ơi con khóc Yến Yumi. Ở nhà với mẹ mày chở mày che. Không, mẹ nói một cãi mười đúng không? Quá. Em đang nói cái bài hát mà. Xong rồi ra đường mà là mẹ ơi con khóc, con nhớ mẹ, ở nhà chỉ có mẹ thôi. Ở nhà báo tao ra đường mới biết. Đó, mẹ em hay chửi em vậy mọi người. Ờ, ra đời rồi mới biết, rồi này kia rồi. Cảm ơn các anh chị. Minh Thắng. Cảm ơn ạ. Có ai cần tư vấn về sản phẩm thì nhanh tay để lại số điện thoại cho tụi em nha. View nó bị giật cái rồi, cái nó tụt view dữ trời. Tụt mạng. Tụt kinh khủng luôn. Cái này là còn không phải là tụt mà nó xuống dốc. Nó xuống thắng không kịp luôn các anh chị. Các anh chị mua hàng để số điện thoại giúp em đi nào các anh chị ơi. Chị thêm khúc rap vô gì nè. Yeah. Ở với mẹ, mẹ nói một cái mười. Mày đặt. Ở với mẹ, mẹ lắng, mẹ lo. Ra ngoài đường thì là đắng lại đo. Đó, 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 đó. Ngon đấy, ngon đấy. Về chế đi thêm như nữa là ngon. Bữa giờ hỏi ý kiến em sáng tác cho một khúc rap. Trời ngồi đây mà nói gì trời. Ý khóc hả? Dạ xém khóc. Thấy bài này nhớ mẹ xém khóc luôn. Nhớ mẹ hay nhớ người yêu cũ nha. Tào lao quá. Người yêu cũ chỉ là để nhớ thôi. Nhớ rồi cũng quên. Chứ nhớ dài là hơi đi đau bụng á. Thuốc đỏ nhà hai ba chai. Làm sao giống ba xíu thôi chứ có gì ghê không gì đâu, ba vậy. Có thuốc đỏ chưa? Cá mập đứng căng đứng cáp. Linh ơi, Linh ơi, dạ Linh nghe ạ.
Cảm ơn các anh chị. Có ai cần tư vấn gì không mọi người ơi? Áo đen hớt đi, dạ hớt nè, từ từ hớt. Từ từ hớt các anh chị ơi. Dạ từ từ em hớt liền mọi người. Để em ấy hóng chút xíu nữa anh hớt. Khiến ghê. Từ vũ ra hay gì ạ? Mới đẻ ra hay gì? Mệt mỏi quá. Helen Thành em chào chị. Để em tìm bài em hớt cho chị nghe. Có lẽ là lối buồn lầy. Hồi xưa thích bài đó hả? Ừ. Giờ cảm thấy nó hơi... Dạ. Đến làm sao à? Anh Sunny. Ê, mới nói nhờ người yêu ngủ xong luôn á. Dạ. Má Hằng không thích điều này nhưng mà thôi. Không sao, người yêu cũ chỉ để nhớ thôi, chứ không có lại gì hết trơn á. Kỷ niệm nào rồi mình cũng phải nhớ lại đúng không các anh chị? Đó chỉ là kỷ niệm thôi. Đêm đông lao sao, đêm đông như ai, đêm đông cô đơn vắng ai. Cơn mưa lao sao, cơn mưa như ai, ôi hạt mưa rơi khóc thầm. Anh đang nơi đâu, anh thương nhớ ai, bao đêm cô đơn vắng anh. Mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi. Đêm đông như ai, đêm đông cô đơn vắng ai. Cơn mưa lao sao, cơn mưa như ai, ôi hạt mưa rơi khóc thầm. Anh đang nơi đâu, anh thương nhớ ai, bao đêm cô đơn vắng. Cho đôi ta bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi hết. Tango. Sao nó bị ẩn bình luận hoài trời. Mẹ đấy. Kể cái càng gì thổi đi. Saxophone. Tập quá. Beng beng beng. Giống vậy á.
Chị thổi càng đi. Mày thổi càng cái gì? Trời trời trời. Ơi, chị có quen thổi càng đâu. Chị có thổi sáo là thôi, càng có biết thổi đâu. Tự nhiên mày lấy chuyên môn cái mày kêu tao là cái chuyên môn của mày mà tự nhiên bắt em kêu chị thổi chứ biết thổi đâu. Chuyên môn của em hồi nào trời, nói gì vậy? Nói gì trời? Biết gì đâu. Thấy cầm nó lấy chuyên môn lắm rồi đó. Bây giờ đâu? Anh chị chửi gì vậy? Gửi về quán họ. Dạ không ạ. Mấy bài đấy thì giống như đang cặp bắp vậy các chị ha. Cả nhà mình mua hàng để lại số điện thoại tư vấn đi. Đúng rồi, xong quá rồi. Dạ, xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Nhớ anh chị nào mua hàng thì để lại đúng số điện thoại bên dưới cho hai chị Linh ha. Tăng cân nhà em là hỗ trợ mình ăn ngon ngủ hot, ngủ ngon. Bồi bổ lại sức khỏe của mình đó các anh chị. Nhà em không bán thuốc, không ảnh hưởng tới sức khỏe đâu ha. À, không phải là thuốc các anh chị uống vào mà không ăn mà tự động lên ký, cái đó là không có nha. 350.000 một hộp, hai hộp là 600.000 miễn ship. Các anh chị cô chú nào mình muốn mua hàng không được tư vấn thì mình cứ mạnh dạn để đúng số thì nhà em sẽ có chuyên viên gọi điện tư vấn lại cho các anh chị mới chốt đơn ha các anh chị yêu. Con đòi lỡ hẹn hoài không hát kìa. Dạ. Ừ. Dạ con đòi lỡ hẹn ạ. Trong cậu mà cậu trong ai á? Có phải cậu hai chơi cô Út như em? Cậu hai không thèm để ý không? Chắc là cậu Út hay là cậu hai để ý mở bài đúng không? Còn cậu Út như em mà cậu hai không để ý gì hết trơn á. Có người phương xa nhớ anh, ngóng trông anh, chờ anh mỗi ngày, nhưng lòng anh đã có ai, chẳng nói thương nhớ mong gì em. Thầm mong ông ta sẽ mối để cho hai đứa mình gần nhau. Hẹn mai qua đông xuân tới, đón em về cho trọn tin anh. Có ngờ một hôm nước lên, bên con đò rời xa bên ấm em tình ta, mình em trên con bên vắng, ngóng con đò anh dần mờ trôi, lòng đau nghe môi mặn đắng, trách con đò sao đành rời xa. Lặng nhìn dòng sông nước trôi ngược dòng, một người lại mà Út cậu hai nè, cậu hai không biết gì hết trơn, cậu hai nên yêu mở Út như em. Mở Út như em á là ăn cơm không cần người đốc nè, uống nước không cần ống hút nè, và mở Út nó thích ăn kẹo mút luôn á cậu hai ơi. Nghe mở ba đít mở Út ăn kẹo mút nè, mở ba xa hoa lắm, mở ba xa hoa lắm cậu hai ơi. Mở ba dễ đi ra xa lắm. Có ngờ một cơm nước lên, đưa con đò rời xa bến chờ. Áo đỏ được vui kết hoa, có nhớ xưa ấm êm tình ta. Nhớ, nhớ. Mình em trên con bến vắng, ngóng con đò dần mở trời.
đành rời xa. Lặng nhìn dòng sông nước trôi ngược dòng, cuộc tình ra đi bỏ em chờ mong. Trách anh nỡ đành lòng quên em, trách em ngu dại thương nhớ bao ngày qua. Tìm về đâu ngày bên nhau mối tình đậm sâu. Còn trong anh chờ anh mỗi ngày, nhưng lòng anh đã có ai, chẳng nhớ thương nhớ mong gì em. Trời sao mưa giông bão tố, để bây giờ canh cỏ mồ côi. Thì thôi duyên ta chẳng có, để bây giờ ta đành lìa xa. Trời sao em biết sao bây giờ nè, chị nói em nghe nè, thì thôi mình nên chúc phúc, em không dành. Em biết sao á mà cậu hai không để ý tới em không, tại em còn đang ăn kẹo múc để ý tới em ở tù chết. Trời ơi trời, yêu thương em là không cần phải lo gì hết trơn, em ăn cơm cần người núp. Em uống nước em cần uống húp. Mở húp còn đang ăn kẹo múc mà cậu hai dám ngó tới, cậu hai chết liền. Cảm ơn Thư Đặng ạ. À. Dạ Xuân Nguyễn không sao, tụi em quen dạ. Rồi. Nó quen rồi. Đôi lúc cũng thành thói quen. Gặp em trong giấc mơ và gặp em giữa rừng mơ ạ. À. Hoặc là gặp em trong mơ đúng không? Chứ gặp em trong mơ thôi ạ. À. Đợi em trong mơ ạ. À. Dạ không có gặp em trong mơ ạ. À. Chứ gặp mẹ gì gặp mẹ trong mơ thì có. Mơ hoài đi ạ. À. Có ai cần tư vấn về sản phẩm thì cả nhà mình để lại số cho tụi em nha các anh chị, tất cả mặt hàng bên em ở đây đều được miễn phí ship. Dạ, đúng rồi ạ. Huyền Vũ. Miền Tây quê hương tư vấn đi. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Nhớ là những ai đặt hàng nhà em thì mình cứ để đúng số điện thoại giúp em là được ha các anh chị. Tăng cân thì là hỗ trợ mình ăn ngon ngủ ngon. Những anh chị nào đang trong tình trạng là sức khỏe của mình đang gặp vấn đề, cảm giác ăn không ngon miệng hoặc là ngủ không được ngon giấc thì có thể mua một đài nhà em về sử dụng. Kể cả bé 7 tuổi trở lên biến ăn lười ăn cũng có thể mua về cho bé sử dụng được luôn ha. Vì đây là sản phẩm dành cho người lớn và trẻ em 7 tuổi. Người lớn thì một ngày mình sử dụng 2 viên, còn trẻ em thì một ngày mình sử dụng 1 viên. Từ 7 tuổi tới 12 tuổi thì một ngày mình sử dụng 1 viên nha các anh chị. 13 tuổi trở lên thì một ngày mình sử dụng 2 viên giúp em. Đây là sản phẩm dành cho chị gái nào sinh sau 2 tháng sử dụng được luôn. Các chị cô chú nào mua hàng thì để số đi à các anh chị ơi. Đuổi vậy. Sức. Đuổi xuống à? Dạ, điều là em mong muốn. Cảm ơn Helen Thành. Cảm ơn ạ. Từng nhịp theo bước chân. Anh ơi em đi về. Gì ấy? Thôi lên coi bài bói đi. Hương duyên mà. Con bắt dạy này. Trời ơi trời đó. Đây bye bye anh chị đi. Dạ. Nếu mà không có bia gì rượu nó lạnh hết rồi. Dạ, nếu mà không có gì nữa thì thôi hai chị Mỹ Linh xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị buổi livestream sớm nhất nha các anh chị. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ. Bye 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 bye. Bye bye, bye, bye chị, bye, bye cô, bye chú. Chúc cả nhà mình có một buổi nghe nhạc thật là nhiều niềm vui và ngủ ngon nha. Xin chào ạ. Cảm ơn ạ.